thưa các bác các chú trong chi bộ của dãy phố Lâm Sơn, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân trong tổ dân phố ta, trong không khí vui tươi của toàn bộ thị trấn Quân Lâm chuẩn bị đón Tết Trung Thu cho các em đã cận kề, và tối ngày hôm nay 13 tháng 8, ban chấp hành chi đoàn tổ dân phố Lâm Sơn tổ chức đêm giao lưu văn nghệ đoàn đội cùng toàn thể nhân dân trong tổ dân phố. Vừa dự cho buổi tối ngày hôm nay, tôi tin tự giới thiệu có các bác các chú trong ban chấp hành chi bộ tổ dân phố, đề nghị chúng ta nhiệt liệt vỗ tay. Tiếp theo, vừa dự với chúng ta buổi tối ngày hôm nay có các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý luôn dành tình cảm và sự yêu ái cho ban chấp hành đoàn xóm trong bao nhiêu năm qua. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Xin trân trọng giới thiệu vừa dự với chúng ta buổi tối ngày hôm nay có sư thầy Thích Đàm Mến cùng các em trong đội văn nghệ của nhà chùa. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Và đặc biệt không thể thiếu được trong buổi tối ngày hôm nay là sự góp mặt của toàn bộ nhân dân trong tổ dân phố của chúng ta, đã tạo điều kiện cho các em có một cái Tết Trung Thu vui vẻ và đầm ấm. Xin cho một tràng pháo tay. Xin cảm ơn. Và để mở đầu cho chương trình đêm giao lưu văn nghệ ngày hôm nay là phần trình diễn của các cháu nhà chùa với bài múa Mái Trường Nơi Học Bao Điều Hay. Xin trân trọng giới thiệu. Em đứng lại để nhận phần quà của ban tổ chức.
Vâng, và tiếp theo chương trình như ban chấp hành đoàn vừa thông báo là đến tiết mục trò chơi cho các em. Xin mời đồng chí Quân Bí Thư đâu ạ, nên bốc thăm ạ. Đồng chí Quang, tỏ quát nhỉ. Lễ hội ai? Lễ hội à? Thế, thế em đã chuẩn bị trả lời câu hỏi chưa? Xuân sắc và thể hiện Xuân Trường, ca sĩ quê hương của chúng ta, xin trân trọng kính mời. Ôi, đất nước tôi, từ thuở
còn nằm nỗi sang chân bao sông chiều ngăn nắng mưa. Mosca chưa hè, Mosca đã sao, Mosca chưa hè. Sơn với bài múa Chú Quậy Chơi Trăng, kính mong quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Của ca sĩ quê hương duy nhất, xin trân trọng kính mời quý vị. Trong vòng đời nàng về chốn hoàng cung,
chiêm cho khắp nhân gian, mang lụa đà đến cho ngàn trên tôi cao chín tường hoàng hậu đẹp hơn ngày sao. Tôi không phải là vua nên bỗng tướng thật bình thường, nhưng yêu một loài hoa trên cùng đá sỏi buồn tiền. Loài hoa không đường không sắc màu, nhưng loài hoa biết kết lá hai bên. Tôi không phải là vua nên nào biết đến ra hoa, không ngọc ngà kiều hoa, không nền gấm không bông son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu dân gian. Nâng nhẹ một cây lá xanh trong tay, ngã ngủ thật mê say. Khép đôi mi gầy giữa đêm trăng đầy, ngài thêm cùng ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một cuốn vương, cuốn vương giữa hoa hồng lòng bàng hoàng hướng người thương. Và mong ước mai sau khi tan tặng nước vua về, cho giai nhân mong người chỉ một ngày chính đức. Biểu diễn văn nghệ đêm nay là một bài múa rất đặc sắc và ý nghĩa. Bài múa này tối mai cũng đưa ra sân khấu lớn hơn sân khấu của tổ dân phố ta để biểu diễn cho toàn thể nhân dân thị trấn. Bài múa Bức họa đồng quê do đoàn tổ dân phố Nam Sơn thể hiện, xin trân trọng kính mời quý vị thưởng thức. Trăng trăng xoa, biển
vị có thấy hay không ạ? Có thấy đặc sắc không ạ? Đề nghị cho một tràng pháo tay ạ. Nghe mê quá, cho thêm tràng nữa thật kê ạ. Vâng, tràng này thì rõ ràng là to rồi. Xin chân thành cảm ơn ạ. Em giới thiệu về bản thân, em tên gì và bao nhiêu tuổi? Em tên Duy và 13 tuổi. 13 tuổi à? Hình như là học lớp 8 ấy nhỉ? 7. À lớp 7. Cứ lấy có ông 13 tuổi vào học lớp 6. Vậy chắc ông ấy đúng. Em đã chuẩn bị nghe câu hỏi của anh chưa? Em lắng nghe nhé. Vào đêm rằm Trung Thu, trẻ em Việt Nam hay có những hoạt động vui chơi nào? A. Chơi điện tử. B. Làm thiếp mời tặng các bạn. C. Rước đèn ông sao, ngắm trăng và phá cỗ. C ạ. À? C là gì? Rước đèn ông sao và phá cỗ ạ. À? Em đã được rước đèn ông sao bao giờ chưa? Rồi á. Nghe điều điều nào. Vâng, câu trả lời của em hoàn toàn chính xác. Xin mời đồng chí Quân. Đề nghị cấm nhầm lẫn phần quà của tôi nhá. Vâng, xin cho một tràng pháo tay ạ. Quý vị thứ lỗi cho là đồng chí Trường đang hơi vân hạng một chút nên là có khả năng là hát sau một chút xíu. Vâng, để tiếp nối chương trình cho buổi giao lưu văn nghệ đêm nay sẽ là tiết mục nhảy rất sôi động và đoàn tổ dân phố Lâm Sơn với bài nhảy What Makes You Beautiful. Xin trân trọng kính mời quý vị thưởng thức. Sau tiết mục này là đồng chí vẫn chuẩn bị đốt thuốc nha.
cho một tràng pháo tay ạ. Kính chúc quý vị một sức khỏe dồi dào, ra về thuận lộ bình an. Và chương trình Bếp Lửa Trại dành cho Thanh Thiếu Niên bắt đầu. Chương trình kính mời ca sĩ Xuân Trường lên cùng với chương trình. Xin chân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.